Mẹ ba con Phạm Quỳnh Anh ngày càng táo bạo, khoe body khét lẹt. Ở tuổi 39, mẹ Bỉm thừa nhận tham công tiếc việc, vừa đi làm vừa muốn tự tay chăm con, một ngày 24 tiếng là không đủ. Có nghĩa rằng là nếu như mình mà không phải là nghệ sĩ, nếu không phải xuất hiện trên công chúng thì thôi thì muốn được ăn nhiều cho nó sướng miệng. Nhưng mà khi mà mình là một người nghệ sĩ thì mình cũng áp lực là mình phải đẹp. May mắn có tình trẻ, quan tâm, sẽ chia mọi điều. Luôn rất cảm ơn người đồng hành bởi vì luôn luôn quan tâm, chăm sóc và chia sẻ mọi công việc với Quỳnh Anh trong đời sống. Cảm ơn rất là nhiều. Mới đây, nhân dịp sinh nhật tuổi 39, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã xả kho loạt ảnh khiến dân tình được một phen trầm trồ. Trong đó, cách lên đồ đầy táo bạo giúp cô khoe trọn vòng eo con kiến cũng như thân hình săn chắc. Dù đã là bà mẹ ba con, tuy nhiên nhan sắc lẫn vóc dáng của Phạm Quỳnh Anh vẫn khiến hội chị em ngước nhìn. Giọng ca Tất cả sẽ thay em được nhận xét như lão hóa ngược, có khán giả còn phải thốt lên: nhan sắc thế này mà bảo là mẹ ba con chắc cũng khó mà tin. Mới đây, Phạm Quỳnh Anh đã có dịp chia sẻ về màn về dáng sau sinh nhanh chóng của mình trong một phỏng vấn. Cụ thể, cô cho biết: như bản thân Quỳnh Anh thì là một người nghệ sĩ cho nên là mình cũng hơi bị áp lực trong cái việc là phải về dáng liền để mình có thể đi làm. Đấy cũng là một trong những cách mà mình dành cái sự tôn trọng khán giả của mình. Quỳnh vẫn thường nghĩ một cái câu đùa thôi, có nghĩa rằng là nếu như mình mà không phải là nghệ sĩ, nếu không phải xuất hiện trên công chúng thì thôi thì muốn được ăn nhiều cho nó sướng miệng. Nhưng mà khi mà mình là một người nghệ sĩ thì mình cũng áp lực là mình phải đẹp để có thể truyền cảm hứng cho những người phụ nữ xung quanh mình nữa. Và khi mà Quỳnh Anh sinh con xong thì khoảng chừng vài tháng sau là Quỳnh Anh lấy lại dáng rất là nhanh. Về bí quyết giảm cân sau sinh, Phạm Quỳnh Anh cho biết: thì thực ra cái công thức nó chỉ rất là đơn giản thôi. Các bạn hãy cố gắng làm sao mà sinh con hoặc là chưa sinh con, mình sẽ áp dụng một cái biện pháp là mình cắt giảm tinh bột, thậm chí gần như là Quỳnh Anh không ăn thịt nhiều nữa. Quỳnh sẽ chuyển sang ăn cá, ăn rau xanh, ăn trái cây nhiều hơn. Rồi tuyệt đối sau 6 giờ tối thì Quỳnh sẽ không ăn gì nữa cả. Và cứ theo một cái lộ trình dài như vậy, kiên trì, mọi người sẽ cảm thấy được rằng là cái cân của mình nó tự động giảm. Và quan trọng nhất là cái lượng calories mà mình nạp vô nó phải ít hơn cái lượng calories mà mình thải ra. Nói thêm về cuộc sống hiện tại sau một năm sinh con thứ ba, Phạm Quỳnh Anh cho biết: hiện tại thì một ngày vẫn bắt đầu với các con. Bởi vì thực ra thì đến bây giờ như mọi người cũng đã biết là Quỳnh cũng đã ba em bé rồi, cho nên là cái thời gian biểu của Quỳnh Anh cần phải sắp xếp lại một chút cho khoa học để có thể cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc các con. Bởi vì dẫu sao thì mình cũng là một bà mẹ khá là tham công tiếc việc, nhưng mà cũng vẫn muốn được tự tay chăm sóc con mình. Buổi sáng thì thức dậy từ lúc 6:15 để chuẩn bị cho các con đi học, bởi vì các bé cũng đã bắt đầu bước vào năm học mới rồi. Sau đấy thì đã đến em nhỏ nhất là em Zoe, rồi sắp xếp tập luyện, rồi công việc một ngày hình như 24 tiếng là không đủ đó mọi người. Phạm Quỳnh Anh cũng chia sẻ rằng việc trở thành mẹ của ba đứa trẻ khiến cô chú ý đến sức khỏe của mình hơn, vì bản thân người mẹ phải khỏe mạnh thì mới có thể chăm sóc các con thật tốt. Nữ ca sĩ nói, mỗi một em bé được ra đời trong gia đình của mình thì mình nghĩ rằng là mình sẽ phải sống trách nhiệm hơn. Đến bây giờ mọi người thấy Quỳnh Anh đã có tới ba em bé, Quỳnh Anh cảm thấy là cuộc sống của mình càng lúc càng phải trách nhiệm hơn, thì điều đầu tiên Quỳnh Anh sẽ trách nhiệm với chính mình trước, đó là trách nhiệm với sức khỏe của mình để mà làm sao có thể có đủ sức khỏe để làm việc, để chăm sóc các con. Nói chung là mình sẽ luôn luôn trở thành một cái người mẹ luôn nghĩ về các con của mình và hy vọng các bà mẹ Việt Nam sẽ như thế nhé. Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh hiện có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên tình trẻ và các con. Cô cảm thấy may mắn và biết ơn khi nửa kia luôn luôn quan tâm chăm sóc và chia sẻ mọi công việc với mình trong đời sống. Ngoài ra, Phạm Quỳnh Anh cũng đang làm việc tích cực để chuẩn bị cho màn trở lại với ca hát. Cô cho biết bản thân có những dự án dang dở và khi đến thời điểm thích hợp cô nhất định sẽ tiết lộ với các khán giả của mình. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.